Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Từ Việt Nam. Ngoài những chiếc Apple iPhone ra thì đây có lẽ cũng là một trong những chiếc smartphone mơ ước của rất nhiều người ở thời điểm mà nó ra mắt. Bởi vì mức giá của nó khi ấy thì cũng lên khoảng tầm là hai mươi mấy triệu đấy. Nhưng bây giờ chỉ còn khoảng tầm là 1/3 mức giá mà thôi, tức là chỉ còn hơn 7 triệu là các bạn đã có thể mua được một chiếc Samsung Galaxy S9 Plus cũ và cái tình trạng đó là máy xách tay. Chứ không phải máy chính hãng, bởi vì máy chính hãng bây giờ cũng khá là cao, khoảng tầm mười mấy triệu các bạn mới có thể mua được. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một chút để xem là với mức giá hơn 7 triệu thì chiếc Samsung Galaxy S9 Plus này đã là bá đạo hay chưa. Đầu tiên để biết nó có bá đạo hay không thì chúng ta sẽ phải xét trong phân khúc giá này thì nó có những đối thủ như thế nào. Thứ nhất đấy là cái chiếc Xiaomi Mi 8 với cái tình trạng đấy là máy mới và chúng ta cũng sẽ có con chip là Snapdragon 845, hay là chúng ta cũng sẽ có camera kép ở phía sau phần lưng và cũng rất nhiều thứ mới mẻ và cũng nhiệt cao cấp, ví dụ như khung viền kim loại hai mặt kính trước sau thì nó cũng có. Thế nên đấy chính là đối thủ đáng gờm nhất của chiếc Samsung Galaxy S9 Plus này. Còn với chiếc Pocophone F1 ở trong tầm giá này, máy chính hãng thì nó cũng đã bốc hơi bay màu từ lâu rồi, và chúng ta cũng sẽ có một đại diện khác đến từ nhà LG, đấy chính là chiếc LG G8 ThinQ. Nhưng mà những chiếc máy đến từ nhà LG do là gần đây không đạt được niềm tin của người dùng nên là có lẽ Samsung Galaxy S9 Plus vẫn sẽ là một sự lựa chọn để cho các bạn hướng tới nhiều hơn. Quay trở lại với chiếc Samsung Galaxy S9 Plus này thì trong phân khúc tầm giá hơn 7 triệu nó sẽ có gì? Đầu tiên các bạn sẽ có một cái màn hình cong với kích thước lớn lên tới là 6,2, cường độ phân giải là 2K Plus, tấm nền Super AMOLED mang lại cho các bạn một giải thông phản cao cũng như chúng ta có màu đen sâu. Thì với cái trải nghiệm trên màn hình Super AMOLED của nhà Samsung có lẽ là các bạn cũng đã tiếp cận được nhiều rồi với những chiếc kiểu Samsung Galaxy S7, S7S, Samsung Galaxy Note 8, S8, S8 cộng thì Samsung Galaxy S9 cộng nó cũng sẽ mang lại những trải nghiệm tương tự là như vậy. Mà các bạn muốn có một cái trải nghiệm nó khác biệt trên cái tấm nền AMOLED của nhà Samsung thì các bạn sẽ phải trải nghiệm trên những chiếc kiểu S10 hay là S10 Plus. Còn Samsung Galaxy S9 cộng thì chúng ta vẫn có những trải nghiệm là tương tự so với những mẫu thiết bị đời cũ. Chủ yếu là cái tấm nền của Samsung Galaxy S9 cộng thì nó đã giảm bớt cái hiện tượng ám vàng nên là các bạn sẽ có những trải nghiệm là thoải mái hơn. Cái thứ hai đấy là với S9 cộng ở phân khúc tầm giá này thì nó cũng sẽ mang lại cho các bạn nhiều chế độ ở phần camera. Ví dụ như các bạn có camera chụp hình 6 phông, các bạn sẽ có ạt bokeh và các bạn cũng sẽ có quay phim chuyển động siêu chậm 960 khung trên giây. Và với cái chuyển động siêu chậm này nó có thể giúp cho các bạn có những cái thước phim rất là hay ho. Và với cụm camera này thì nó cũng sẽ là cụm camera đầu tiên trên thế giới được trang bị khẩu độ kép và có độ mỏng lý tưởng. Các bạn sẽ có khẩu độ là f1.5, f2.4, hỗ trợ cho các bạn cực kỳ tốt trong nhiều điều kiện mà các bạn chụp. Ví dụ các bạn chụp trong điều kiện đầy đủ sáng thì nó sẽ tự khép khẩu lại ở khẩu 2.4 để cho bức ảnh các bạn không bị cháy. Còn khi các bạn chụp trong điều kiện thiếu sáng thì nó sẽ tự động giãn ra khẩu 1.5. Đến với cấu hình, tuy không phải là một chiếc máy có cấu hình xịn nhất ở thời điểm hiện tại nhưng Samsung Galaxy S9 cộng nó vẫn có thể đáp ứng cho bạn cực kỳ tốt những cái nhu cầu từ cơ bản cho tới cao cấp. Nó sẽ được trang bị con chip là Exynos 9810, chúng ta có 6GB và chúng ta có 64GB nhớ trong cho cái phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có một số tùy chọn khác mang với bộ nhớ trong là 128GB. Thế nhưng có lẽ là chúng ta cũng sẽ không cần phải quan tâm quá nhiều đến bộ nhớ trong, bởi vì là chiếc máy cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn về khe thể nhớ ngoài mở rộng. Với cái con chip Exynos 9810 ở thời điểm này thì các bạn cứ tự tin rằng là với những tựa game nặng như kiểu là PUBG Mobile hay là Liên Quân Mobile nhẹ nhẹ một chút thì nó vẫn có thể chơi được mắt setting. Như ở đây thì mình sẽ vào trong cái tựa game PUBG Mobile để cho các bạn có thể thấy rõ được là cái mức setting của nó có thể đạt được là như thế nào. Đây thì mình đã vào được game, bây giờ mình sẽ show đến cho các bạn về cái thiết lập đồ họa của mình. Thì mình có thể đạt được cái hình ảnh ở mượt và chúng ta có thể đạt được FPS ở cực độ, tức là các bạn có thể chơi trên 60 FPS. Và ngoài ra nếu như các bạn mở lên max setting thì chúng ta sẽ mở lên được HDR và cái FPS các bạn đạt được cực cao, tức là ở độ phân giải cao nhất các bạn vẫn có thể đạt được là 40 FPS. Nó giống tương tự cái mức setting của những chiếc kiểu iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone XS và iPhone X hiện nay có thể đạt được. Thế đã là quá đủ cho một chiếc máy ở phân khúc tầm giá đã 7 triệu rồi. Và khi mình chơi cái tựa game này, kể cả chơi 3 trận hay 4 trận thì cái mức drop khung hình cũng như là những cái trải nghiệm mà nó mang lại cũng đều như nhau, không bị tụt quá nhiều, không bị giật, không bị lag trong quá trình chơi, và cái nhiệt lượng của nó tỏa ra cũng không quá nóng nên là mình vẫn cảm thấy là dễ chịu ở lòng bàn tay khi mà cầm thiết bị này ở trên tay và chơi. Tóm lại với Samsung Galaxy S9 cộng ở phân khúc tầm giá là hơn 7 triệu, nó không phải là chiếc máy bá đạo nhất nhưng nó sẽ là chiếc máy mang lại cho các bạn một thương hiệu cao cấp. Nó sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm màn hình cực kỳ tuyệt vời và nó mang lại cho bạn một hiệu năng cực kỳ ngon khi các bạn chơi những tựa game nặng ở thời điểm này. Và các bạn nghĩ sao về Samsung Galaxy S9 cộng? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía bên dưới để chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và tham khảo thêm nhé. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy rich đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Từ Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.